Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình, Miên Thanh Ezzy đây. Và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là mèo con câu cá nhé. Và chúng ta có thể 150.000 ở đây thì mình sẽ nâng cấp tiếp tục là cái bình oxy của mình lên mức độ cao hơn để mình có thể xuống phía dưới đáy biển kia, phía dưới màn đêm ấy thì nó sẽ trụ lâu hơn. Chúng ta sẽ tiếp tục nâng lên thêm một cái mức mới ở đây này. Và chúng ta sẽ tiếp tục đi câu nào. Hôm nay sẽ đi bắt cái gì đây? Đầu tiên sẽ đổi sang cái vũ khí này trước đi. Lý do là nó sẽ tốn ít oxy hơn rất là nhiều. Và mình sẽ xuống dưới cái màn đêm để bắt mấy con cá gì đó. Ở đây có cái mission này. Hiện tại nó đang có một cái mission nhỏ nhỏ là đi bắt cái con cá táo. Thế cũng được thôi. Mình sẽ về nhà và mình lấy lại cái súng bắn lan của mình và đi bắt mấy con cá táo đã. Về cho con cá kia. Cho con mèo kia nó đói quá rồi. Nó không chịu được gì kìa. Mắt lờ đờ lờ đờ. Tại vì lâu lâu rồi mình không đi bắt mấy con cá táo cho nó rồi. Lý do tại sao là tại vì mình Deeper Side không biết có cá táo không nhờ. Chắc là có. Rồi có cá táo dưới đây này. Yes. Rất rất nhiều luôn nha. Hai con này. Oxy của mình bây giờ trụ tốt rồi. Bao nhiêu? Nó yêu cầu mấy con cá nhờ. Bây giờ sáng thế nhờ. Cái khu vực này bây giờ sáng thế ta. Chúng ta sẽ bắt nốt cái con cá. Oh. Wow wow. 5/6 con rồi này. Cực kỳ nhanh luôn. Lắm cá táo vậy ta. Wow. Bình tĩnh nào, mình có thể bắt được rất nhiều thứ hay ho ở đây đấy. Cái con cá này, con cá gỗ bắt mãi mà không được ta. Khó chịu, thật sự khó chịu. Sao nó lắm cái này thế? Sao lắm cái này thế? Mày vào đây này. Mày vào đây này. Vào đây. Bắt hết mà, cho thể bắt hết được cái lũ này. Yes. Con này định ăn. Định ăn hả em? Không được đâu. Vào đây nào. Mình sẽ đợi em một chút. Có cá quảng cáo kìa anh em. Được rồi. Lâu lắm mình không xuống cái vùng này rồi. Cái vùng biển này nó hơi lạ lạ một tí. Đấy đấy. Nhưng vẫn bắt được như thường. Ở đây nó sẽ là một con thay vì hai con. Ôi trời ơi, con cá nóc. Con cá nóc. Nó toàn xòe người ra để. Ô có gì đấy? Như con chim vậy ta. Nhìn trông dị phết nhỉ. Đây. Lực bắn hơi yếu rồi. Bắn cái bọn này đúng là như kiểu là mũi đốt cột điện vậy ta. Cái da nó rất da trơn ấy. Đây này. Cái con cá đây này. Ok. Bắn vẫn rất chuẩn. Tuyệt vời. Chúng ta câu được con cá bánh mì này. Vào hết đây. Mình cần thêm oxy anh em ạ. Sồi to chưa. Ôi giật điện anh em ạ. Trời ơi. Mình xong xong nhiệm vụ rồi. Nhưng vấn đề mình muốn câu thêm cá để nâng cấp cái này của mình lên một chút nữa. Một con mèo mấy cái thứ này. Từ từ nha, chúng ta sẽ bóng đèn. Chết tôi rồi, mình để quên con này anh em ơi. Mình sắp hết oxy rồi, chắc chúng ta phải trồi lên thôi. Con cá kia nhìn tởm quá. Không có oxy nhỉ. Vấn đề, ôi nhặt lắm cái này thế này. Bắt thôi. Bắt luôn cả một lũ vào đây. Yes, con cá này nhìn mặt. Ui, con cá này giá 4.000 đấy. Ôi trời ơi, mình phải lên trên thôi. Tại vì là mình câu, mình không câu ở đấy thì mình cũng chết. Tại vì là cái con mực à. Đây con mực đúng không? Mực ống à. Nó lao vào thẳng mặt mình rồi. Mình được khoảng 24.000. Thế này câu có vẻ sướng hơn rất nhiều đấy. Wow, hai con kia được tận đến 900 kìa. Và chúng ta không xem quảng cáo là gì nữa. Mình về nhà thôi. Mình cần 100. Đây, con cá mắt sáng long lanh lên. Tim chứ. Thông tin mới có cái gì không? Không có gì nhiều lắm. Vấn đề là mình bây giờ chỉ trụ được ở dưới cái xuống nào, còn 10% nữa. Cố gắng đi bắt nốt 10% nào. Coral Reefs Deeper Side ở dưới này. Ngày thứ 120 đi câu cá rồi. Và vẫn chưa ăn thua cái gì cả. Đông đấy. 3 combo thì à? Hơi tệ ta. Mỗi con là 100 vàng. Mình sẽ cố gắng lên được khoảng 70.000 là cũng là một cái thành công rồi. Cũng là một cái thành công rồi. Bắt tốt lắm. Pha bắt đấy được 5 con cơ. Lúc ấy có đúng một con oxy đúng không? Duy nhất đúng một con oxy. Con gì đây? Con cá này thì mình vào làm glitch. Không nên vào chỗ này. Nó rất là khó chịu. Từ từ. Con cá nóc, mình ghét nhất cái con cá nóc này. Tiền chả được bao nhiêu cả, nhưng vấn đề
Nào, con cá, một con cá mà mình chưa bắt được, con cá gì ấy nhỉ? À, mình quên không xem sách rồi, đáng phải nên xem sách xong rồi mình mới bắt được chứ. Sao có cá nhỉ? Sao có hai con đấy? Đánh đấm cái gì hai con này cơ chứ? Không thể nào mà tưởng tượng được. Nhiều cá lắm mà. Bắt được con này đã. Oxy, oxy. Oxy phải về đây đã. Chuẩn 100%. 94% cũng được rồi. Ok. Ít cá nhỉ? Hôm nay là một ngày hình như là nó dự báo trên thời tiết là hôm nay là một ngày rất ít cá thì phải. Một con này sẽ giá là 500 ấy. Bán thôi. Bắt được rồi, cuối cùng bắt được mày rồi anh em. Mình bắt buộc phải bắn vào đây. Không bắn thì mình cũng sẽ chết. Vấn đề như vậy. Dĩ nhiên rồi, vào thẳng người thì không thể nào mà chạy đi đâu được rồi. Oxy, bắn oxy đã. Mình bị thiếu hụt oxy trầm trọng. Bắn vào đầu con này thì không bao giờ vào được nha. Cái này nó khó xuyên quá thế nhở. Ở đây có cái loài ấy này. Con cá này mình có bao giờ mình dùng mic đâu. Thôi kệ đi. Bắt luôn từ xa đi. Đấy, con cá thu nó lượn lượn dưới này này. Úi dồi, tí thì câu nhầm cái con sứa điện nhé. Điện càng to nó càng giật nhiều điện. Con này hơn 1.000 thôi, hơn 1.000. 1.003. Vấn đề là không có cá to nhờ, quay 9 ở đây. Đây là quay 9 ở đây. Ô, xịt 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 xịt. Chỉ đến 3 lần. Tốt. Con kia quyết định lao ra để ăn. Ăn mình đi mà. Lại gần đây phát nữa mình sẽ bắt con này nha. Quay lại đây. Con kia mày quay lại đây. Mày quay lại của tao cái. Bắn luôn. Hôm nay đúng là ngày ít cá thật. Thật sự. Thật sự là quá ít cá. Thất vọng. Mới có 52.000 thôi. Nhưng mà oxy mình khá là nhiều. Mình vẫn chưa móc một cái sai lầm nào quá lớn cả khi câu hỏi mấy con này cả. Rồi, quả bắn á, bằng mép, bằng một cái mép này, rất là tốt. Trời, hôm nay là một ngày đen đủi. Let's go. Không có cá to nào cả. Đang cố gắng ngược lại cho mình khá nhiều oxy. Đây là chẳng hạn này. Chết tới rồi, tí nhiên giảm bắn. Mình vội vàng quá rồi, đáng lẽ lên được 100% không? Yes. Mình còn con nào chưa bắt được nhở? Thật sự thì mình cũng không biết là con nào mình chưa bắt được nữa. Một con 600, một con là hơn 200. 56.000. Hôm nay hình như không phải ngày nó ra thì phải. Hiện tại vẫn chưa thấy ra, có mấy con cá ma ha. Bắt được luôn thôi. Còn cá thu kìa. Cá thu chuẩn bị ném nè, chuẩn bị phóng ạ. Chuẩn bị phóng lao, chuẩn rồi. Cá thu phải riêng bắt rồi, 1.400 mà. Bắt luôn. Trước khi là nó tiếp cận mà nó con này còn ở lại đây thì rất là nguy hiểm. Trời, không có cá luôn đấy. Chỉ có, quay đi còn lại có 4 con này thôi à. Hay là chúng ta phải bắt ra thì nó mấy con ma này. Con ma ít quá. Con ma thì chúng ta sẽ được khoảng hơn 300 đồng. Hơn 300 đồng. Oxy, có một oxy cỡ trung bình. Cũng khá tốt. 20%. Rồi. Tốt quá, may thế. Thôi mấy câu bớt bớt đi. Hôm nay còn cá bóng đèn này còn rất là ít thế. Còn không có cơ. 61 giờ chắc vẫn lên được khoảng 70.000 đấy. Có thể đấy. Đây này. Đến lúc là nó. Vào đây, vào đây, vào đây. Rồi, chúng ta sẽ có nên câu thêm không? Xem quảng cáo này. Thôi chắc không cần câu thêm đâu. Vì thế này không sao, hôm nay cũng thu hoạch được khá nhiều. Và cho được tầm khoảng bao nhiêu nghìn đây? 30.000 được không? 36.000 cơ mà. Yes, và mình được 200% này. Cho bắt được cái con gì ấy nhỉ? Mà được thêm khoảng 200% nhỉ? Con gì vậy ta? Khá là ngon. Wow, hôm nay rất là nhiều sứa này. Air fish special. Ok. Nó ở đâu ta? Vấn đề là chúng ta có cá đặc biệt đấy. Có loại cá đặc biệt đấy.
Mua thêm cái sub item thôi. Một này, hai này. Đó, hai cái như thế này. Và đã hoàn thành được cái bảng ấy rồi. Bảng cá của cái hòn đảo đầu tiên rồi. Cái deep sea này. Mình bắt con nào ta? Con nào con mới ta? Zombie fish này, very dust này, bullet fish. Con này thì không nói bắt rồi này. Con school jelly. Hình như là bắt con này thì phải, đúng không nhỉ? Hoàn thành cái này sẽ được thêm khoảng 100 patch. Oh yeah. Hay. Bây giờ nâng cấp được cái gì không nhỉ? Bây giờ muốn nâng cấp cái thuyền cái thì mình để ra khơi. Không, thực ra không cần nâng cấp thuyền đâu. Nâng cấp cái này này. Level up cho cái này này. Hay hơn này. Bắn khỏe hơn này. Hoặc là cái này. Level up cho cái này thì mất khoảng 400 thôi. Không biết sẽ nâng cấp cho cái nào đây. Giờ ta sẽ suy nghĩ sau. Và lên đường. Chúng ta sẽ lên đường nào anh em. Ocean Cay, mình hay câu chỗ này rồi. Vấn đề là xuống dưới này thì nó khá là khó thở. Deeper side. Với cái vũ khí này thì đúng là khó thở luôn rồi đấy. 99 nhỉ, nó tụt nhanh quá. Đấy, chỗ nào cả lúc nào đông đông thì mình sẽ bắt thôi. Tội gì mà không bắt ta. Mỗi con nó cũng có tầm khoảng mấy trăm đồng đấy. Mấy trăm đồng là quá ít. Một cuộc đi săn của mình phải được tầm khoảng 30 mấy nghìn cơ thì gọi là đủ dùng. Như này là quá ít đấy. Ít thế nhở? Không có mấy cá mấy. Được có mỗi một con. Cái này nó không có oxy cơ. Mà nó còn có một đàn sứa kìa. Ôi, hôm nay là ngày của sứa à? Sứa điện rồi. Thôi xác định rồi. Đây là xác định rồi. Let's go. Lên nào. Còn không câu nổi con cá hạ mã cơ. Lực bắn quá yếu. Lên. Oxy ít ra phải kiếm được khoảng lên 100.000 chứ. Không phải để thế được, đúng không? Let's go, let's go, let's go, let's go. Đấy chứ. Xịt cái con cá mập dưới này này. Trời ơi. Ui, ôi, ôi, ôi. Mày chạy đi đâu? Lắm sứa thế, nó đi theo hàng đàn. Phải đến còn gần chục con kìa. Wow. Chưa giờ là câu khó như thế hôm nay đấy. Oxy thì lại oxy đều. À không, hôm nay có oxy xịn đấy. Đấy rồi. Max. Lên. Oxy. Phải thế chứ. Con gì ấy nhìn trông buồn cười vậy ta. Còn không câu nổi cơ. Nó cứng như thép. Đây rồi. Phải hai phát. Con này sẽ được khoảng 2k3 đấy. Wow. Thấm vãi, ngọt vãi. Nếu bắt được cái con đấy thì quá ngon. Chết tới rồi. Oxy này. Ui có gì đây? Quái vật biển sâu ạ. Đấy rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Bắt được con gì đó. Ui chà chà, 58k kìa. Wow. Thôi, lần này thì cũng chết, lên bờ thôi. 8k, một con cá. Không thể tưởng tượng được là nó nhiều tiền đến thế. Vì từ trước này mình chưa bắt được con 8k bao giờ cả. Yes, lên bờ 2-3k. Nhưng mà nhanh hơn cái kia nó chậm hơn. Rồi. Tin tức hôm nay thế nào đây? Tin tức hôm nay là có ngày có ấy không? Rồi, chắc là mình sẽ đi câu ở cái phần deeper side ở phía dưới. Cái cửa dưới thì thấy nó phù hợp với mình hơn, đúng không? Cái này thì cần phải nâng cấp lên khoảng 2-3 lần nữa thì may ra chúng ta mới có thể trụ được. Không khi phải nâng cấp full thì mới trụ được ở dưới này. Đây, deeper side, xuống dưới này đi. Chỗ này có khi là ổn nhất đối với mình đấy, hiện tại đấy. Chỉ cần một ngày đó nhiều cá thôi thì là mình sẽ kiếm được khoảng 30-40 nghìn là chuyện bình thường. Đấy. Lâu lâu đổi sang cái cửa biển này, cửa bán đêm này nó nhìn nó đẹp hơn. Suốt ngày chơi ban sáng rồi. Cả cái con này mình biến hộ tao cái. Mất thời gian. Đứng còn nhìn ngó xung quanh để xem có ai câu mình không nhé. Để mình còn giật điện chứ. Mình còn sứa ghẻ này. Đợi. Cho đông đông tí á, không bắt. Rồi, có con cá.
Mình không muốn bắt lắm tại vì chưa có nhiều cá cho lắm. Thôi rồi, bắt đi thôi. Nhớ đâu nó chạy mất thì đúng là lúc quả ấy tiếc. Tiếc. Bắt phải một con cá. Mình sẽ cố gắng bắn lần này để nâng cấp thêm một lần nữa ở trong này nhá. Mỗi tập sẽ cố gắng là nâng cấp một lần. Bắn nó luôn đi, bắn nó luôn đi. Không bắt được cái con cá nóc ở đâu. Cá nóc là trừ khi nó thu người lại thì chúng ta mới có cơ hội là bắt nó thôi. Chưa đông đâu, bây giờ mình có wave 7 thôi. Wave 7 mình còn trụ được khá lâu đấy. Let's go, lên nào. Đây là cá thu rồi, cá thu bắn khá là dễ. Có oxy lại có oxy kìa. Quảng cáo lâu lâu mình không xem rồi, hôm nay mình không xem quảng cáo nữa. Mất thời gian của anh em. Đây rồi, cái max size của mình khá là tốt, 88% ngay. Và cho 106.000, nó yêu cầu là 130 mấy nhỉ? 130 mấy hay 140 mấy gì đấy. Cái chỗ này nó hơi chậm một tí thôi. Bắn vào đầu. Bắn vào đầu vẫn chết mà. Thì thoảng nó sẽ kiểu là lật đi lật lại cái phần đầu của nó, cái phần thân của nó. Thì chúng ta may thì nó sẽ bắn được lúc mà nó lật lại cái phần thân của nó. Ở đây có duy nhất một con ấy thôi. Và cái loại này còn nhẹ nhàng ấy. Theo mình thấy như vậy. 109.000. Yes, bắn phát ba con ngay. Vào đây nào. Từ từ thôi. Đây rồi, lực bắn vẫn mạnh mà, vẫn xuyên tốt mà. Ok, tí nữa đông đông thì mình sẽ dùng cái này này. Thật ra dưới này cũng không nhiều cá lắm đâu. Ấy, phải bắt chứ. Không thể nào nó thoát khỏi tay mình được. Mình trông đợi vào nhiều loài cá to hơn. Nhưng vấn đề hiện tại là chưa có. Hai lần gần nhất là gần như không có loài cá to nào. Tốt, oxy. Bắn 3 phát thế là quá ngon rồi. Nếu có liên tục như thế thì tốt quá nhỉ. Ôi, nó hút oxy này. Trời ơi, bị hút một cái lượng oxy rất lớn rồi. Thế mới điền chứ nhở. 650 mấy này, có oxy không? Tôi cần oxy. Như thế này thì làm sao mà lên nâng cấp được? Không thể nâng cấp được. Bắt con gì đây? Không đủ sức để xuyên qua cái này. Ok, chúng ta sắp phải lên bờ rồi. Quả này sắp phải lên bờ rồi. Vì hết sạch oxy rồi mà. Ok, chúng ta sẽ đánh nốt cái con này. Có zombie fish các kiểu này. Một chiêu. Bây giờ xem quảng cáo thôi, không xem đâu. Lên luôn đi. Nó cũng ít cá lắm. Dưới này rất ít cá luôn. Phải nói vậy, rất là ít cá. Cho được 22.000 này. Và nếu xem quảng cáo thì thôi, nó cũng cần phải là 140 mấy nghìn thì phải. Đây, đây lại có nhiệm vụ từ cái con mèo này rồi. Suốt ngày đòi cá rồi. Phải gobi. Và mình có thể đổi để có thể lên cấp được. Nâng cấp vũ khí lên được. Thôi cho cứ nâng cấp air tank đi. Nâng cấp air tank là cái quan trọng hàng đầu đã. Xong cái kia thì đã tính sau. Chứ cái này thì bây giờ là rất là ấy rồi. Nâng cấp air tank trước. Cái ông này thì ông ấy có tin tức gì mới không? Có loài cá gì không? Có rock fisher. Ở dưới màn đêm à? 9.500 đổi là 19 cái đinh ốc. Ok, rồi chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhé. Xin chào anh em và hẹn lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Cast Mèo Con Câu Cá. Bye bye.